Cập nhật những diễn biến căng thẳng xoay quanh chiến sự Nga-Ukraine. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây trước khi đến với thông tin chi tiết. Nga tuyên bố vô hiệu hóa nhóm biệt kích Ukraine gần Kherson. Quốc hội Mỹ làm khó Ukraine, ông Zelensky lo ngại tình hình leo thang ở Israel. Đòn tâm lý của Nga về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân toàn diện CTBT. Gánh nặng Ukraine và cuộc biểu tình lớn nhất lịch sử Ba Lan. Tướng Mỹ hàng đầu đối mặt với nhiệm vụ khó khăn về Ukraine. Châu Âu đối mặt với một loạt bất lợi về nguồn cung cấp khí đốt mùa đông. Nga tuyên bố vô hiệu hóa nhóm biệt kích Ukraine gần Kherson. Quân đội Nga vừa tuyên bố họ đã định vị và vô hiệu hóa một trong các nhóm trinh sát biệt kích của Ukraine cùng trạm tác chiến điện tử của đối phương ở tỉnh Kherson. Cụ thể, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Súng trường Cơ giới với hô hiệu là Shaman cho biết, các binh sĩ của Lữ đoàn Phòng thủ Duyên Hải trực tiếp ở vùng đảo Kherson đã nhận diện và hạ gục một nhóm trinh sát biệt kích của Ukraine bố trí trên một tàu bỏ hoang đang được trang bị các thiết bị tác chiến điện tử. Theo viên chỉ huy này, các quân nhân Nga đã nhận ra một vấn đề trong liên lạc khi UAV của họ bị tái định hướng tín hiệu, làm nghẽn kết nối. Sama nói, chúng tôi phát hiện một nhóm khoảng 8 người của lực lượng đối phương ở khu vực các đảo. Họ ẩn nấp trong một con tàu bị trôi giạt sau lũ. Chúng tôi quyết định tấn công đối phương bằng tên lửa dẫn đường từ một chiếc xe tăng. Xe tăng đã tiêu diệt mục tiêu. Giờ thì UAV của chúng tôi có thể bay thoải mái mà không bị can thiệp từ bên ngoài. Do vậy, chúng tôi có thể dễ dàng tiến hành nhiệm vụ trinh sát. Ukraine đã chiếm lại thành phố Kherson, thủ phủ tỉnh cùng tên vào tháng 11 năm 2022, nhưng thành phố này vẫn nằm trong tầm bắn của Nga và giao tranh vẫn hiện ra và đang tiếp diễn xung quanh khu vực này. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ được cho là đang phản ứng khá lạnh lùng với ý tưởng liên kết các đợt viện trợ quân sự cho Ukraine với sự hỗ trợ của Israel. Quốc hội Mỹ làm khó Ukraine, ông Zelensky lo ngại tình hình leo thang ở Israel. Trước đó, kênh truyền hình NBC dẫn lời một quan chức chính quyền Mỹ rằng Nhà Trắng đang xem xét khả năng liên kết hỗ trợ cho Israel và Ukraine trong một dự luật để Quốc hội thông qua. Theo NBC, nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa nói không phản đối hoàn toàn nhưng nghi ngờ các sáng kiến như vậy. Nghị sĩ Cộng hòa Michael Burgess của bang Texas cho biết, Quốc hội trước tiên nên giúp đỡ Israel trong khi tiếp tục thảo luận về lợi ích của việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene từ bang Georgia nhấn mạnh các vấn đề Israel và Ukraine không thể liên kết với nhau. Đây là hai vấn đề riêng biệt, chúng thậm chí không giống nhau. Mỹ tài trợ cho chính quyền Ukraine, trong khi Israel có chính phủ riêng, Israel tự bảo vệ mình. Bà nói, NBC lưu ý ngay cả trong những thành viên Đảng Cộng hòa ủng hộ việc cung cấp hỗ trợ cho cả Israel và Ukraine cũng đang hoài nghi về sáng kiến này. Ông Zelensky đang lo ngại tình hình leo thang ở Israel. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Pháp, Tổng thống Zelensky cho biết sự leo thang ở Israel có nguy cơ đánh lạc hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế khỏi cuộc xung đột ở Ukraine. Có nguy cơ sự chú ý quốc tế sẽ chuyển hướng khỏi Ukraine và điều này sẽ gây ra hậu quả đối với chúng tôi, ông Zelensky bày tỏ lo ngại. Vào hôm 9 tháng 10, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu để khẳng định tình đoàn kết của Ukraine với Israel. Trước tiên, Israel là một trong những quốc gia nhận viện trợ từ Mỹ nhiều nhất. Năm 2022, Mỹ viện trợ hơn 3 tỷ USD cho Tel Aviv. Đòn tâm lý của Nga về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân toàn diện CTBT. Sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố Nga chưa cần thời sự hóa chiến lược hạt nhân, nhưng có thể xem xét rút lại việc phê chuẩn hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về cấm thử hạt nhân toàn diện CTBT, Duma Quốc gia Nga đã kích hoạt quy trình làm việc này. Hiệp ước CTBT được 187 thành viên Liên Hiệp Quốc ký kết, nhưng chỉ có 178 thành viên phê chuẩn. Mỹ và Trung Quốc không phê chuẩn CTBT, trong khi Nga phê chuẩn vào tháng 6 năm 2000. Mỹ không phê chuẩn CTBT nên không thể phê trách ý định của Nga. Tuy nhiên, việc một cường quốc hạt nhân như Nga đã phê chuẩn mà giờ định rút lại cũng sẽ gây bất lợi lớn cho bản thân hiệp ước quan trọng này. Khách quan mà nói, Nga không cần tiến hành thử nghiệm hạt nhân mới để có vũ khí hạt nhân, vì Nga hiện đã sở hữu vũ khí hạt nhân. Hơn nữa, Nga mới chỉ đề cập đến việc rút lại sự phê chuẩn CTBT, chứ chưa phải đã quyết định làm việc ấy. Nhưng chỉ nói như vậy thôi thì động thái này của ông Putin và Quốc hội Nga đã có tác động chính trị và tâm lý mạnh mẽ. Nó liên quan trực tiếp đến chiến sự Nga-Ukraine, đến việc Mỹ cùng với EU, NATO và đồng minh quyết chí hậu thuẫn Ukraine thắng Nga bằng mọi giá trong cuộc chiến ấy. Thông điệp thể hiện quan điểm nhưng đồng thời với hiệu ứng răn đe và cảnh báo của Nga là Nga sẽ trả mọi giá để chiến thắng ở Ukraine và trong cuộc đối địch hiện tại với phương Tây, kể cả khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Thông điệp này của Nga không khiến Mỹ quan ngại nhiều, nhưng lại có tác động tâm lý lớn tới các đồng minh của Mỹ ở châu Âu. Bên cạnh đó, Mỹ và đồng minh không thể yên tâm khi Nga rút lại sự phê chuẩn CTBT thì sẽ giống như Trung Quốc hiện tại, trong khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không ký kết CTBT.
gánh nặng Ukraine và cuộc biểu tình lớn nhất lịch sử Ba Lan. Cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất lịch sử Ba Lan khiến phe đối lập thêm hy vọng vào một cú đảo chiều trong cuộc bầu cử quan trọng sắp tới. Nhưng vấn đề Ukraine được cho dự báo là có thể mang lại những ưu thế chính trị, giúp phe cầm quyền hậu thuẫn Tổng thống Duda tiếp tục dẫn đầu. Phe đối lập trông đợi cơ hội cuối cùng. Khác với khung cảnh vắng vẻ thường thấy ngày cuối tuần, các tuyên bố chính ở thủ đô Warsaw của Ba Lan chật kín người biểu tình phản đối chính phủ trong chủ nhật đầu tháng 10 năm 2023. Bà Monica, phát ngôn viên chính quyền Warsaw xác nhận có khoảng 1 triệu người đã tham gia cuộc biểu tình do Đảng Cương lĩnh Dân sự đối lập tổ chức. Đây là đợt biểu tình lớn nhất trong lịch sử Warsaw, bà nói. Mang tên gọi Triệu Tái Trái Tim, cuộc biểu tình cũng được phe đối lập tổ chức ở nhiều đô thị lớn khác trên khắp Ba Lan với hàng chục ngàn người tham gia. Họ mang theo cờ Ba Lan, cờ Liên minh châu Âu và các biểu ngữ phản đối chính phủ. Không có tình trạng bạo lực hay bất ổn đáng kể nào nổ ra trong biểu tình. Sự kiện diễn ra chỉ trong 2 tuần trước khi Ba Lan tiến hành cuộc tổng tuyển cử, được PO mô tả là sẽ quyết định tương lai của Warsaw trong EU. Sau biểu tình, phe đối lập coi đó là cơ hội để họ đảo chiều kết quả bầu cử. Họ nhắm mục tiêu vào nhóm cử tri ủng hộ việc liên kết Ba Lan, hội nhập sâu rộng hơn trong EU. Với đông đảo người trẻ Ba Lan, họ nhìn thấy nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn trong một tương lai mà đất nước có sự gắn kết chặt chẽ với EU. Liên minh đã giúp Ba Lan phát triển mạnh mẽ thông qua các gói tài chính và chính sách mở cửa. Thay đổi lớn sắp diễn ra. Đây là dấu hiệu cho thấy Ba Lan đang tái sinh. Cựu Thủ tướng Ba Lan, lãnh đạo PO phát biểu trước đám đông ở trung tâm Warsaw. Ba Lan xứng đáng có được điều kiện tốt đẹp nhất. Phe đối lập cũng coi sự kiện lịch sử này là cú hích tinh thần lớn, cho thấy đảng luật pháp và công lý cầm quyền có thể bị đánh bại trong cuộc bầu cử. Ông Tusk, người cũng từng giữ ghế Chủ tịch Hội đồng châu Âu, tuyên bố quy mô của cuộc biểu tình là bằng chứng về thái độ bất mãn của người Ba Lan với PiS. Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy vẫn giành được sự ủng hộ cao nhất trong dân chúng Ba Lan, nhưng sự không hài lòng có dấu hiệu gia tăng do chi phí sinh hoạt gia tăng và tranh cãi EU-Warsaw xoay quanh một số cải cách tư pháp mà thúc đẩy từ sau khi đảng này lên nắm quyền năm 2015, bao gồm dự luật thành lập Ủy ban điều tra ảnh hưởng của Nga ở Ba Lan. Theo dự luật được Tổng thống Duda ủng hộ, Ủy ban gồm có 9 thành viên sẽ do Hạ viện Ba Lan chỉ định. Ủy ban sẽ bổ nhiệm cả công tố viên và thẩm phán để xác định các cá nhân chịu ảnh hưởng của Nga trong giai đoạn 2007-2022. Người bị kết tội có thể bị cấm đảm nhiệm các vị trí liên quan tài chính công và thông tin mật trong 10 năm. Phe đối lập, nhiều quan chức EU và giới chuyên gia pháp lý những tuần qua chỉ trích động thái trên là đảo chính hiến pháp, cho rằng ủy ban sẽ làm suy yếu nguyên tắc phân chia quyền lực. Họ cũng lo ngại ủy ban có thể bị lợi dụng để loại bỏ các đối thủ, bao gồm cựu thủ tướng Ba Lan, lãnh đạo PO. Trong khi đó, Hiệp hội Thẩm phán Ba Lan nói dự luật vi phạm các giá trị của EU và có thể khiến khối này triển khai biện pháp trừng phạt tới Warsaw vì làm suy yếu nền dân chủ. Đại sứ tại Ba Lan cũng cảnh báo dự luật cản trở cử tri bỏ phiếu cho ứng viên mà họ muốn lựa chọn. Trong bước đi mạnh tay hơn, Ủy ban châu Âu quyết định đóng băng hàng tỷ đô la Mỹ quỹ phục hồi đại dịch của EU phân bổ cho Ba Lan vì lo ngại Warsaw đang vi phạm nguyên tắc của khối. Tháng 6 năm 2023 vừa qua, ngay sau khi Tổng thống Duda tuyên bố ủng hộ dự luật, hàng trăm ngàn người Ba Lan từng xuống đường để phản đối. Cuộc biểu tình đó giúp cho liên minh đối lập do PO dẫn đầu thu hẹp khoảng cách với PiS xuống còn 5% trong vài tuần. Theo kết quả thăm dò mới nhất tiến hành hồi cuối tháng 9 của Politico, tỷ lệ ủng hộ với đảng PiS tăng lên 38%, cao hơn 8% so với liên minh của PO. Tuy nhiên, ông Tusk nói rằng các cuộc thăm dò do đảng của ông tiến hành cho thấy khoảng cách chỉ là 2%. Ông cũng phát thông điệp đến cử tri rằng thái độ đối đầu giữa đảng với Bruxelles có thể khiến cho Ba Lan bị gạt khỏi EU, gọi cuộc tổng tuyển cử sắp tới là cơ hội cuối cùng để cứu vãn tình thế. Ukraine quân bài chiến lược. Khi phe đối lập nhìn thấy cơ hội, đảng PiS hậu thuẫn Tổng thống Duda hiểu rõ thách thức mà họ đối mặt. Cuộc biểu tình với 1 triệu người tham gia khiến cho PiS quyết liệt hơn trong nỗ lực vận động cử tri, nhất là các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc bảo thủ và nông dân. Bên cạnh các chiến lược quen thuộc như nâng lương hưu và trợ cấp, PiS gần đây tăng cường các tuyên bố có giọng điệu cứng rắn, chĩa mũi dùi về Đức, EU, phe đối lập và cả Ukraine. Nhà phân tích ở Warsaw đánh giá PiS đang tìm cách khiến cử tri tin rằng chỉ có họ mới hiểu lợi ích thật sự của Ba Lan và việc PiS đánh mất quyền lực sẽ gây ra mối đe dọa sinh tử cho đất nước. Dưới cách mô tả của PiS, nếu PiS thua, Ba Lan sẽ nằm dưới sự kiềm tỏa của Bruxelles, trở thành người nô lệ cho Đức.
Mới đây, chính phủ Ba Lan ngày 3 tháng 10 lại tuyên bố yêu cầu Đức bồi thường thiệt hại từ thời Thế chiến II. Đây là vấn đề không chỉ về tài chính mà còn về phẩm giá của chúng ta. Không thể để những người khác được trả bồi thường mà Ba Lan thì không. Chúng ta phải đấu tranh vì điều này, Phó Thủ tướng Ba Lan nói. Năm ngoái, ông từng yêu cầu Đức phải trả 1.300 tỷ đô la Mỹ bồi thường, động thái được các cử tri lớn tuổi ủng hộ nhưng bị Đức phớt lờ. Với EU, bất chấp căng thẳng xung quanh nỗ lực cải tổ tư pháp, chính phủ Jobbik lãnh đạo nhiều lần chỉ trích liên minh này can thiệp công việc nội bộ, đồng thời tìm cách gây sức ép lên Bruxelles xung quanh vấn đề người nhập cư. Jobbik mới đây cũng thể hiện sự phản đối với thỏa thuận di cư mới của EU, trong đó đặt ra hạn ngạch tiếp nhận người di cư cho các quốc gia và yêu cầu họ trả hơn 21.000 đô la Mỹ cho mỗi người mà họ từ chối. Ngoài khoảng 1,5 triệu người tị nạn Ukraine, Ba Lan năm nay đón không dưới 20.000 người di cư từ Bắc Phi và Trung Đông qua ngã Belarus. Năm 2015, thái độ cứng rắn trong vấn đề di cư là một trong những công cụ quan trọng giúp PiS lên nắm quyền tại Ba Lan. PiS hồi tháng 8 năm 2023 cũng tìm cách vận động thêm cử tri trung thành đi bỏ phiếu bằng cách bổ sung một cuộc trưng cầu khác nhân dịp tổng tuyển cử vào giữa tháng 10 tới đây. Với các câu hỏi trong lá phiếu xung quanh hoạt động bán doanh nghiệp nhà nước, tăng tuổi nghỉ hưu, dỡ bỏ tường biên giới với Belarus và việc tiếp nhận người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Đông châu Phi. Về Ukraine, Ba Lan từng là nước ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất sau khi chiến sự nổ ra. Bên cạnh hỗ trợ nhân đạo, 20 tháng qua, Warsaw cung cấp lượng lớn viện trợ quân sự và hậu thuẫn Ukraine về chính trị tại các tổ chức NATO, EU và Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, mối quan hệ có vẻ bền chặt đó đang rạn nứt. Trong khi cử tri ở nông thôn có vai trò tối quan trọng với PiS, ngũ cốc giá rẻ của Ukraine tràn ngập thị trường khiến cho nông dân Ba Lan gặp khó. Cuối cùng, PiS lựa chọn cử tri thay vì cam kết với Ukraine. Sau khi lệnh hạn chế ngũ cốc của Ukraine hết hạn hôm 15 tháng 9, Ba Lan tuyên bố tiếp tục duy trì biện pháp hạn chế với ngũ cốc Ukraine, động thái vấp phải phản ứng quyết liệt từ Kiev. Khi căng thẳng leo thang, tại phiên họp Liên Hợp Quốc tháng trước, Tổng thống Ba Lan Duda không ngần ngại mô tả Ukraine là người chết đuối cố bám vào mọi thứ, một người đuối nước vô cùng nguy hiểm khi có thể kéo cả bạn xuống nước. Ông cũng đề cập tới gánh nặng của Ba Lan khi viện trợ nhân đạo và vũ khí cho Kiev, hay việc phải đón hàng triệu người tị nạn từ quốc gia láng giềng. Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan tuyên bố Warsaw không còn chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine nữa, khiến các đồng minh phương Tây hoang mang. Chuyên gia Gibbs nhận định, để có được lá phiếu ủng hộ ở vùng nông thôn trong bối cảnh hiện nay, thì PiS sẵn sàng trả giá cao về mặt chính trị để quay lưng với Ukraine. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ phiếu bầu của nông dân và số phiếu mà phe bảo thủ giành được nhờ lập trường phản đối việc ủng hộ Ukraine. Tướng Mỹ hàng đầu đối mặt với nhiệm vụ khó khăn về Ukraine. Tướng không quân Charlie Brown trong chuyến công du đầu tiên với tư cách là tướng hàng đầu của Mỹ cần thuyết phục các đồng minh châu Âu rằng Washington cam kết hỗ trợ Ukraine, bất chấp sự hỗn loạn chính trị tại Quốc hội và cuộc khủng hoảng Trung Đông. Các quan chức và chuyên gia bình luận, tướng Brown mới nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân vào tháng trước, đã đến Bruxelles vào ngày 10 tháng 10 để tham dự cuộc họp hàng tháng về hỗ trợ toàn cầu cho Ukraine, được gọi là nhóm liên lạc Ukraine. Vị tướng phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là đảm bảo với các đồng minh rằng Mỹ vẫn cam kết hỗ trợ Ukraine. Mặc dù Hạ viện, cơ quan nắm giữ chìa khóa viện trợ trong tương lai, chưa bổ nhiệm lãnh đạo chính thức. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn do bạo lực leo thang vào cuối tuần ở Trung Đông, với các cuộc tấn công của Hamas vào Israel và sự trả đũa của họ ở Gaza. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần nhấn mạnh sự ủng hộ đối với Ukraine và sẽ công bố gói vũ khí mới cho Kiev trong thời gian các lãnh đạo quân sự có mặt tại Bruxelles. Trong vài ngày tới, tôi sẽ có cuộc họp để trấn an các đối tác của chúng tôi, ông Brown nói trong chuyến đi Bruxelles. Ông nói, tôi nhận ra rằng những gì đang diễn ra ở Mỹ, các đồng minh sẽ có những thắc mắc và lo ngại. Nhưng tướng Brown và những người khác ở Lầu Năm Góc không có quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ. Tuần trước đã bỏ phiếu phế truất diễn giả Kevin McCarthy 3 ngày sau khi ông lãnh đạo việc thông qua dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ phải đóng cửa mà không có tiền hỗ trợ mới cho Ukraine. Một số quan chức châu Âu đã công khai bày tỏ lo ngại về việc nguồn kinh phí dành cho Ukraine đang bị cản trở do đấu đá nội bộ trong Quốc hội Mỹ. Nhưng nhiều người cũng cho biết họ tin tưởng chính quyền Biden sẽ tìm ra cách để duy trì nguồn viện trợ. Quân đội Mỹ vào hôm thứ Hai cho biết họ sẽ cần Quốc hội phê duyệt nguồn tài trợ bổ sung để đảm bảo kế hoạch sản xuất và mua vũ khí của Lầu Năm Góc có thể đồng thời đáp ứng nhu cầu của cả Israel và Ukraine. Các tổng thống kế tiếp đã cố gắng giảm bớt sự tập trung của Mỹ vào Trung Đông, nhưng lại bị lôi kéo bởi những cuộc khủng hoảng có thể lấy đi nguồn lực quân sự ở những nơi khác trên thế giới. Vào hôm 8 tháng 10, Lầu Năm Góc thông báo rằng họ đang cử một nhóm tác chiến tàu sân bay đến gần Israel và bổ sung thêm các máy bay chiến đấu tới khu vực.
Tướng Borrell cũng phải thuyết phục các đồng minh rằng người dân Mỹ sẵn sàng chi thêm hàng tỷ USD viện trợ để giúp Ukraine chống lại cuộc chiến của Nga. Washington đã cung cấp 44 tỷ USD để cung cấp cho Kiev hàng chục xe tăng, hàng nghìn tên lửa và hàng triệu viên đạn kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo một cuộc thăm dò mới của Reuters, IPSOS được công bố vào tuần trước, sự ủng hộ của người Mỹ thuộc cả hai đảng chính trị lớn đối với việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đang giảm dần. Corey Chucky thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ cho biết các đồng minh sẽ tìm kiếm Brown để cho họ cảm giác rằng chính quyền có thể đạt được thỏa thuận với các nhà lập pháp để duy trì dòng viện trợ. Bà nói, tôi nghĩ thật là một gánh nặng không công bằng khi đặt lên vai tướng Brown, rằng một tuần sau khi trở thành Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, ông ấy phải trấn an họ về một nhánh chính phủ đang kiểm soát ông ấy. Chucky cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin phải là người dẫn đầu trong việc giải thích việc viện trợ cho Ukraine đã bị cuốn vào chính trị như thế nào. Châu Âu đối mặt với một loạt bất lợi về nguồn cung cấp khí đốt mùa đông. Đang dự trữ khí đốt dồi dào nhưng rủi ro bắt đầu rình rập châu Âu khi bất ổn chính trị nổi lên và mùa đông khả năng khắc nghiệt. Đầu tuần này, giá khí đốt bán buôn của Hà Lan và Anh tăng sau khi các công nhân tại cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Triton bỏ phiếu tái khởi động các cuộc đình công. Cùng với đó, thời tiết dự kiến lạnh hơn và căng thẳng ở khu vực Trung Đông cũng gia tăng thêm áp lực cho mặt hàng này. Theo dữ liệu của tổ chức tài chính ICE, giá khí đốt ở châu Âu đã tăng hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 10 và lần đầu tiên kể từ cuối tháng 8 lên trên 500 USD mỗi 1.000 mét khối. Hợp đồng giao khí đốt tháng 11 tại trung tâm TTF ở Hà Lan cũng tăng lên 508 USD mỗi 1.000 mét khối, tương đương với 46,5 euro mỗi MWh. Vào hôm 9 tháng 10, Triton đã ngừng sản xuất tại mỏ khí đốt Tama ở Địa Trung Hải vì lý do an toàn trong bối cảnh xung đột giữa Palestine và Israel leo thang. Việc ngừng sản xuất có thể dẫn đến sự chậm trễ trong nguồn cung, kể cả ở châu Âu. Hơn nữa, hai công nhân tại hai cơ sở LNG của Triton ở Tây Australia đã bỏ phiếu tái khởi động các cuộc đình công vào cuối tuần trước. Công đoàn cáo buộc tập đoàn Mỹ đã từ bỏ thỏa thuận được chốt để chấm dứt đình công vào tháng qua. Vì vậy, họ quyết định tái đình công từ tuần tới. Các nhà phân tích tại Energy Scan cho rằng mối lo của LNG đến từ Australia đã tăng lại nhưng vẫn chưa đáng ngại. Chúng tôi tin rằng việc tăng giá chỉ là tạm thời và hiện tại giá vẫn nằm trong giới hạn biến động của thị trường, nhóm phân tích nhận định. Nhưng giá khí đốt còn đang đối diện với vài diễn biến bất lợi khác. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đã bắt đầu dấy lên cảm giác bất an. Và nhiệt độ ở Anh, Tây Bắc Âu dự kiến giảm vào cuối tuần này, có thể làm tăng nhu cầu sưởi ấm. Ngoài ra, đường ống khí đốt qua biển Baltic giữa Phần Lan và Estonia đã đóng cửa vào hôm 8 tháng 10 do nghi ngờ bị rò rỉ. Nhà điều hành hệ thống khí đốt Phần Lan Gasgrid cho biết việc sửa chữa có thể mất vài tháng hoặc hơn nếu xác nhận là có vết thủng. Vào quý 4, tức khi mùa đông bắt đầu, Liên minh châu Âu và Anh cần khoảng 118,3 tỷ mét khối khí đốt, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dự báo của S&P Global, mức này vẫn thấp hơn trước khủng hoảng, nhưng bất kỳ giai đoạn mới nào xuất hiện hoặc mùa đông rất lạnh vẫn có nguy cơ gây thiếu hụt. Đầu tiên, tiêu thụ khí đốt phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Mùa đông lạnh giá bất thường có khả năng dẫn đến nhu cầu bổ sung trong dân cư và thương mại ở châu Âu lên tới 30 tỷ mét khối, theo ước tính từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Cùng với đó là mối đe dọa đình công trong lĩnh vực LNG của Australia và thời gian bảo trì kéo dài đối với các cơ sở tại Na Uy là tín hiệu cho thấy mối lo ngại về nguồn cung vẫn tiếp diễn. Và vẫn còn đó rủi ro nhập khẩu khí đốt từ Nga sẽ giảm hơn nữa. Khoảng 42 triệu mét khối khí đốt của Nga vẫn được cung cấp cho châu Âu mỗi ngày thông qua Suza, một điểm nhập khẩu ở biên giới với Ukraine. Bất kỳ sự leo thang nào trong chiến sự vẫn có thể khiến hoạt động xuất khẩu tại đó bị gián đoạn. Liên minh châu Âu cũng đang cân nhắc việc mua khí đốt từ Azerbaijan, nơi họ đã chi 15,6 tỷ euro để nhập khẩu vào năm 2022, gấp 4 lần so với năm 2021. Thị phần Azerbaijan trong tổng nguồn cung khí đốt nhập khẩu ở châu Âu vẫn khiêm tốn, nhưng đang tăng lên từ 2% của năm 2021 lên 3% vào năm 2022 và năm nay. Vào hôm 9 tháng 10, các công ty vận hành mạng lưới khí đốt của Pháp cho rằng nước này nên có đủ nguồn cung ngay cả khi thời tiết mùa đông năm nay khắc nghiệt. Nhưng để làm được, sẽ cần nhập khẩu đáng kể LNG và các nguồn khác từ Tây Ban Nha, cùng với quản lý lưu trữ thông minh và mức tiêu thụ thấp như năm ngoái. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!